Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình, lại là mình review game đây. Đấy, hôm nay thì mình sẽ làm một vài cái giải đáp comment cho anh em ở video trước nhá. Đó, anh em Freya ở video trước có comment cho mình là hỏi là mình làm một video chia sẻ về con game máy bay trên Hit Club đi. Đấy, con game này khó chơi quá. Anh em nào hay chơi thì chia sẻ cách chốt lãi cho em với ạ. Ở đây thì hôm nay thì với cái số vốn mình đã chuẩn bị đây, 68 củ 800 ạ. 68 củ 800 này mình sẽ cùng vào con máy bay để hướng dẫn cho em một vài phương pháp cơ bản nhất nha. Được chưa? Còn về cái cách chơi như thế này, anh em có thể theo dõi clip của mình hoặc là vào nhóm Tele mình để ngay dưới phần bình luận anh em nhá. Ngay dưới phần bình luận anh em vào tham gia nhóm Tele để có những cái phương pháp chốt lãi không chỉ ở trên con cái máy bay nữa đâu anh em nhá. Đó. Ok, vào luôn nhá. Xem lại một chút gọi là lịch sử phiên nào. Ở đây anh em thể thấy này. Đó, cái cầu xám này anh em phải để ý nhá. Cái cầu xám ở đây anh em thể thấy nhá. Tối đa ở đây là 4 tay xám liên tiếp anh em nhá. 4 tay xám liên tiếp sẽ có một tay tím hoặc xanh anh em ạ. Đó, 4 tay xám liên tiếp có một tay tím hoặc xanh thì tay này anh em cứ đợi đi. Anh em mình không phải đánh liều. Anh em mình đợi. Cách đánh an toàn nhất là đợi anh em nhé, đợi khi nào được ba tay xám anh em bắt đầu vào, anh em hiểu chưa? Đó, còn cái cầu như này anh em có thể thấy bây giờ nó đã lên tầm xanh rồi thì anh em bỏ qua nó không sao hết. Anh em chơi cái này thật sự là cái tâm lý là cái vấn đề quan trọng nhất, làm sao để không bị quá cuốn theo cầu thôi. Đó, tay đầu tiên anh em mình demo thì cứ vào 500 nhá. Đó, bấm nút cược phát nào. Ok, ở đây nó có cái cài đặt auto này, đây là một cái cách chơi mà rất là hiệu quả cho anh em nào mà muốn gọi là chuẩn chỉ từng nhát một nhá. Đó, nốt tay này để mình demo cho anh em. Đây, anh em nhìn chọn cái tự dừng này và anh em chọn cái hệ số mà anh em muốn dừng này, ví dụ là tôi thường sẽ chơi đến tầm 2 thôi, anh em bấm chọn hệ số nha. Nhìn thấy cái chỗ hệ số tự dừng nó thay đổi là bắt đầu nó đã ghi nhận cái lệnh của anh em rồi nhá, được chưa? Rồi, ok. Ở đây là lên 2.05 này. Tay này mình nghĩ có khả năng là xanh này. Mình sẽ vào tầm 2 củ đi và mình để 2 2.05. Đó, 2.01 anh em ạ, 2.01 sorry anh em nhé. Đó, để 2.01 thì mình đúng đến 2.01 nó sẽ tự dừng anh em ạ. Tự dừng ngay lúc 2.01 rồi. Được chưa? Đó, đơn giản thôi. 68 củ mình có thêm tầm 3 củ, bây giờ hiện tại là 70 củ rồi. Đó, 3 mở lãi đầu tiên vô cùng đơn giản luôn. Tay này là tím rồi, mình có thể bỏ qua anh em nhé. Bỏ qua tay này đi, mình sẽ đợi những tay xám, đợi những tay xám để mình ghi điểm anh em nhé. Đó. Nào có xám không nào? Không xám rồi, vẫn là xanh rồi. Vậy là cầu nó có xu hướng kéo lên xanh rồi. Xanh khá nhiều. Đó. Anh em chơi cũng có thể để ý là cái tỷ lệ ăn dễ nhất trong này thường nó là sẽ là rơi vào tầm từ 1.5 cho đến 2.5 anh em nhé. Đấy, tay xám đầu tiên đây rồi, hợp lý rồi nhá. Đợi nào, đợi nào, đợi nào, thêm một tay xám nữa, cho tôi xin một tay xám nữa anh em nhé. Đó, bây giờ là mình đã có tầm gọi là 2 củ rồi, 2 củ lãi rồi thì cứ bình tĩnh mà chơi thôi. Đấy, đợi thôi xem nó có tay tí xám nữa không. Đó, cái duy nhất mà anh em để ý trong này là anh em tránh tay xám, anh em phải để ý tay xám thôi. Cách chạy tay xám như nào anh em nhìn ra để anh em né được thôi. Đó, ở đây thì khả năng cao ở đây nó đang gọi là một tím này, một xanh, một xám này. Tím đây thì có khả năng là xanh, anh em mình lại vào thôi. Anh em bắt lên tầm 2 tiếp. Đó, 2 củ này anh em mình bắt tiếp lên tầm 2 tiếp, nhân lên số lãi của mình lên. Ôi rồi ôi, vậy là gãy luôn 1.0 rồi. Chà, 1.01 gãy luôn nào. Nào, nổ tiếp không? Nổ tiếp không? Ui, lag quá anh em ạ, lag bay mất mất con máy bay của tôi rồi. Ai, thế là một xám một xanh và một xám một tím rồi anh em nhá. Khả năng thế rồi. Lại lên tầm tím tiếp rồi anh em ạ. Đó. Cái tay này anh em mình bỏ 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 đi. Cái này anh em mình bỏ bỏ đi vì khả năng xám nó phải là chiếm đến tầm 70-80% rồi. Bỏ đi anh em ạ, bỏ đi thôi. Mình sẽ đợi một cái tay thật là đẹp. Anh em mình vào to một quả.
Ví dụ tay này đi, tăng lên một tí nha, vào luôn này, ba củ này, liệu có phải là một tay tím không? Mình mong là một tay tím thôi, mình chỉ mong một tay tím thôi. Đó, gãy hai rồi này, thế thì ba rồi, mình đợi ba đi, bỏ qua tay này, đợi ba đi, mình sẽ chuẩn bị trước 5 củ, được chưa anh em? Chuẩn bị trước 5 củ nha. Ê, 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 chết, 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 rồi, rồi. May quá, rút kịp anh em ạ, rút kịp, rút kịp. Ôi giời ơi, may nhá, rút kịp nhá. Tí nữa thì mất 5 củ oan lác anh em ạ, sorry anh em. Mạng lác quá. Bỏ qua tiếp tay này đi anh em ơi. Tay này mới 1.5 thôi, chưa ổn tí nào đâu anh em ạ. Đó, biết ngay mà, tôi biết ngay mà. Vừa mới có hai tay tím bây giờ rồi nhá, ít nhất nó cũng phải có tầm 4 tay xám, 4 tay xám liên tiếp thì tôi mới vào được tầm 5 củ anh em ạ. Tầm này chỉ có xanh thôi là căng hoặc là xám. Đó, hai tay xám rồi. Nếu mà anh em muốn bắt nhẹ ở đây, có khả năng anh em bắt được nhẹ ở đây vào xanh nhá. Anh em mình cứ vào củ rưỡi đi. Cứ mỗi lần mình vào là lác này. Cảnh thế nhỉ. Rồi. Gãy luôn 1.5. Vậy là hai xám một xanh anh em ạ. Thường những câu này nó cũng chỉ lặp lại 2 lần thôi, bây giờ mình chỉ có đợi cho nó đổi cầu để anh em mình vào thôi. Đó, chứ cái này thật sự là cần một cái đầu lạnh và kiên nhẫn anh em ạ. Phải kiên nhẫn, không kiên nhẫn không ăn được con máy bay này đâu. Đợi cầu mà ăn thôi anh em ạ, đợi cái cầu đẹp mà ăn thôi. Đợi thêm một tay xám nữa xuất hiện, anh em mình tay sau sẽ bắt đầu vào nhá. Đó. Để trước tầm 5 củ đi. Được chưa? Nào. Ui rồi. Thế là có khi chuyển về 1-1 rồi anh em ạ. Một xanh một xám rồi. Ồ, lên tím luôn rồi. Đấy à. Lên tím rồi anh em ạ. Lên tím bây giờ anh em nhìn thấy xu hướng mới là một tím, hai xám, một xanh. Đây là một xanh xong rồi này, một xám này, một tím này. Có khả năng hai xám và sẽ có một xanh anh em nhá. Có lên được xanh không ạ? Lên được xanh rồi. Được xanh thì tay sau mình sẽ vào thôi. Tại sao mình sẽ vào đâu, khả năng có tay tím, mình sẽ có tay tím rồi thì mình sẽ không phải gọi là vào quá nhiều nữa, vào tầm 4 thôi, à 3 củ thôi, 3 củ mình lấy x2 thôi, được chưa anh em? Bắn phát rồi này, bắn cái nữa rồi này, bắn cái nữa rồi, ok rồi anh em này, lách rất là mượt nha, quả này lên tím đẹp luôn. Đó, tôi bảo anh em rồi, 67 củ rồi. Đó, được chưa? Quả này là xanh này. Quả này sẽ là xanh này, nó chỉ lặp lại 2 lần thôi, anh em phải để ý và chớp được cơ hội rất là nhanh nhá. Đó. Ở đây là nên tôi khuyên anh em là nên xét cái ô tô. Nên xét cái ô tô để cho nó gọi là rút ra chuẩn chỉ nhất anh em ạ, rút ra cái thời điểm chuẩn chỉ nhất. Được chưa? Đấy. Bây giờ là sẽ là một cầu mới này, sẽ là một cầu mới không biết như nào, anh em thích mạo hiểm vào cho tôi cũng được, không sao hết. Đó, thích mạo hiểm vào cũng được không sao hết, còn anh em nào đánh chắc cốp thì đợi thôi, thôi thế thôi, ôi không vào kịp thế này. Ê, rồi đó xanh rồi này, hai xanh à, hai xanh à, ba xanh đúng rồi, ra cơ, mình đợi tiếp thôi anh em ơi, nó đang có khả năng kiểu giảm xuống anh em ạ, số x đang giảm xuống dần. Đó, xem nào, xanh à, lại lên tím tiếp rồi, lại lên tím rồi anh em ơi, ô có khi là lên xanh lá luôn anh em ạ, rồi nhá, lên xanh lá rồi này, mình sẽ vào quả này 20 củ đi, được chưa, 20 củ tay chốt này, quả này đúng là xanh thì anh em mình hốt luôn này. Đó. Chuẩn chỉ cho anh em. Chuẩn chỉ cho anh em. Quá là chuẩn rồi còn gì nữa đúng không ạ? Trời ơi, chỉ có đợi mỗi một tay thôi anh em. Đánh chỉ có đợi đúng một tay thôi. Lên tận 4 này. Đó, lên tận tím luôn 86 củ. Đấy, demo cho anh em đấy chưa? Anh em chơi cái này
Thật sự là chỉ có chọn một tay duy nhất, anh em đánh thật to và chốt ở một cái số phần trăm vừa đủ anh em tính toán thôi. Đó, khởi đầu hôm nay mình có 68 củ chốt phiên, mình có 86 củ rồi anh em ạ. Vậy vị trí là nó đã lãi gần như là 10 12 củ rồi. Đó, rất là ngon nghẻ béo bổ cho anh em luôn. Đấy. Các cái phương pháp tôi chia sẻ đây là đều được lấy ở trên nhóm Telegram của tôi nhé. Anh em nào mà muốn biết thêm phương pháp, thêm những cách chốt lãi hàng ngày thì có thể tham gia Telegram của tôi ngay dưới phần comment nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi đến cuối video. Hẹn gặp lại anh em trong những phiên chốt lãi sau nhé. Bye bye tất cả anh em.